Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Dung sẽ hướng dẫn các bạn đệm hát bài Đừng Lo Anh Đợi Mà. Và bài này thì các bạn sử dụng kẹp capo nha. Mình kẹp capo lên ngăn thứ 5. Các bạn đếm lên là ngăn 1, ngăn 2, ngăn 3, ngăn 4, ngăn 5. Đó, mình kẹp ở đây. Và mình chơi ở trên tông đô trưởng. Và bắt đầu bằng hợp âm pha major 7. Thì mình sẽ hát bằng với tông của ca sĩ luôn nha. Còn nếu mà các bạn nào mà mình không sử dụng kẹp capo mà các bạn muốn hát bằng với tông của ca sĩ á, thì mình sẽ chơi ở trên tông pha trưởng và bắt đầu bằng hợp âm si dán ha. Thì cái này các bạn có thể search trên Google á, là nó sẽ ra hợp âm. Còn Dung hướng dẫn ở trên ngang 5 này để cái hợp âm nó dễ bấm, để cho các bạn mới tập mình cũng có thể mình chơi được nha. Ok, bây giờ mình sẽ vô phần hợp âm trước. Đầu tiên là pha major 7, các bạn xem cái ký hiệu Dung để trên màn hình nhé. Mình sẽ bấm như thế này, ngón trỏ này, ngón giữa, ngón áp út. Dưới bass của mình sẽ là dây số 4. Tiếp theo là hợp âm đô trưởng, ký hiệu là chữ C. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Dưới bass là dây số 5 nè. Rồi tiếp theo là hợp âm rê thứ, ký hiệu là chữ D, M. Dưới bass nè, là dây số 4. Hợp âm son trưởng, ký hiệu là chữ G. Dưới bass sẽ là dây số 6. Hợp âm la thứ, ký hiệu là chữ A, M. Dây bass sẽ là dây số 5. Hợp âm mi thứ, ký hiệu là chữ E, M. Dây bass là dây số 6. Ok, bây giờ mình sẽ đến với phần đệm hát. Ở khẩu đầu tiên các bạn đệm công thức rất là dễ. Các bạn chỉ cần đánh là bass 3, 2, 1, nghỉ. Đó, nghỉ ở đây có nghĩa là các bạn để cho cái dây 1 nó ngân tự do cho đến khi nào có hợp âm mới xuất hiện, thì lúc đó các bạn mới chuyển hợp âm và mình sẽ đánh trở lại từ đầu công thức. Bát 3, 2, 1, nghỉ. Đó, thì dây bát ở đây là nó sẽ tương ứng với từng hợp âm như hồi nãy Dung có đọc đó. Còn 3 nè, đây là dây 3, đây là dây 2 và đây là dây 1. Mình sẽ đánh theo thứ tự như vậy nha. Bát của pha major 7 là dây số 4. Bát 3, 2, 1, nghỉ. Rồi, đô trưởng bát là dây 5. Bát 3, rồi qua đến câu thứ hai thì các bạn sẽ thấy ba hợp âm rê thứ, son trưởng và đô trưởng. Thì đối với hai cái hợp âm đầu tiên, rê thứ và son trưởng, các bạn sẽ chỉ đánh bát 3-2 thôi. Rê thứ nè, bát 3-2, rồi chuyển qua son trưởng, bát 3-2. Rê thứ là bát là dây 4 nha, son trưởng là bát là dây 6. Sau đó chuyển qua đô trưởng, mình lại đánh trở lại như ban đầu, bát 3-2-1 nghỉ. Được chưa? Bây giờ mình sẽ hát mẫu hai câu đầu tiên nha. Tạm biệt anh đã lâu, sắp về đến nhà. Mà trong anh còn nguyên bao sâu lắng. Được chưa? Rồi đến hai câu tiếp theo mình cũng hát tương tự như vậy luôn. Nhà anh không thật xa, mới đây mà anh đã thấy trong vắng tương tư. Đến với cái khổ tiếp theo thì các bạn sẽ chơi công thức rã ballad cơ bản thôi ha. Mình sẽ đánh công thức ballad như sau. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Con số nó ghi như thế nào thì các bạn sẽ đánh cái dây tương ứng như vậy nhé. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Rồi chuyện hợp âm là đánh lại từ đầu. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Chuyện bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Đó, các bạn cứ đánh liên tục như vậy nha. Rồi đối với cái pha trưởng đầu tiên á, mình sẽ không có hát cái chữ em ở ngay dây bát đầu tiên, mà các bạn sẽ hát chữ em ở ngay dây số 1. Tức là các bạn sẽ đánh bát 3, 2, 3. Em là thiên thần. Đó, mình sẽ đánh xong mình canh đến cái dây 1 rồi mình hát cái chữ em ngay dây 1 luôn ha. Em là thiên thần may mắn, em là sao trời rọi sáng. Có em anh nào đâu dám mơ. Dẫu cho với tình yêu chưa, đối với cái câu cuối cùng mối vết thương của em vẫn còn, thì chỗ này có hai cái hợp âm rê thứ với son trưởng. Thì hai hợp âm này các bạn chỉ đánh một nửa công thức thôi nha. Rê thứ mình sẽ đánh là bát ba hai ba, rồi son trưởng mình đánh là bát ba
đôi trượng thì mình lại đánh đầy đủ công thức trở lại. À, mình dùng hát lại chỗ này nè. Vết thương của em vẫn còn, đừng lo anh đợi mà em mơ mơ lâu mới đến ngày. Rồi đến qua tới phần điệp khúc, các bạn có thể quạt ballad hoặc là chơi điệu blue đều được nha. À, ví dụ như điệu blue thì nó sẽ là thế này. Em mơ mơ lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đó, còn quạt ballad nó sẽ là thế này. Em mơ mơ lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đó, thì bây giờ Dung sẽ nói về hai cách này luôn nha. Các bạn thích cách nào thì mình sử dụng cách đó. Công thức luôn là như sau. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Bát ở đây là tương ứng với từng hợp âm rồi nè. Còn móc là các bạn sẽ móc dây 3, dây 2, dây 1 lên cùng một lúc. À, số 3, 2, 1 Dung để trong ngoặc á, thì mình sẽ móc lên cùng lúc. Rồi đập, mình sẽ dùng cái phần này, mình đập vô dây. Đó, đập vô phần dây bát nè. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Chuyển. Chuyển. Đó, khi mà các bạn vừa kết thúc công thức là các bạn phải chuyển hợp âm ngay lập tức. Và mình sẽ đánh trở lại từ đầu công thức ha. Ok, dùng vô quán hát mẫu nè. Em mơ bao lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đường đường chẳng còn em ai, như đường mình đi mới đây. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lâng lâng ngất ngây. Tình yêu như một ngàn hương hoa đã lan tỏa trong tim anh. Đôi chân anh vẫn quay bước cùng em, anh không quả ballad của mình như sau. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Các bạn quạt xuống từ dây bát của mỗi hợp âm, mình quạt xuống bằng móng ngón trỏ, quạt lên bằng móng ngón cái nè. Quạt xuống từ dây bát tức là ví dụ như đôi trượng bát là dây 5 thì mình sẽ quạt trong cái vùng 5-4-3 nè. Và các bạn cũng không cần quạt hết tất cả các dây đâu ha. Quạt lên thì quạt lên 3 dây chép ở dưới. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Rồi chuyển qua hợp son trượng thì mình cũng quạt ở cái vùng giữa này luôn. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. La thứ. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Mi thứ. Lên, lên, xuống, 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 lên. Fa. Cái fa major 7 thì quạt xuống từ dây 4 nha. Tại vì dây bass nó là dây số 4 nha. Còn chừng nào mà các bạn bấm hợp âm pha chặn á, thì các bạn mới quạt xuống từ dây 6. Còn nếu mà bấm pha này á, thì mình sẽ quạt xuống từ dây 4 và không có đụng trúng dây 5, dây 6 nha. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Tương tự rê thứ cũng vậy. Rê thứ bass là dây 4 cho nên mình sẽ quạt từ dây 4 trở xuống. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Rồi chúng ta có hát mẫu nha. Em mơ bao lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đường mình chẳng còn em ai, như đường mình đi mãi đây. Chẳng vào đôi môi mềm mại ơi, cảm xúc vâng lặng ngất ngây. Tình yêu như một ngàn hương hoa đã lan tỏa trong rồi đó. Chúc các bạn tập tốt nha. Bye bye.